Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Sol Siêu Nông nghiệp đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình review cho cái vườn tiểu vườn chỗ cái vườn bố mình nhé. Mọi người hãy theo dõi video của mình nha. Bye mọi người, mình đi quay cho mọi người đi tham khảo chút đây. Tại vì vườn tiểu của Biên nhá, đợt hôm trước thì có quả nhiều nhưng mà đợt này thì nó hư hết cây, thì với là quả thì cũng bình thường nha. Mình review sơ cho mọi người xem thôi, tại vì trồng cây cây sống với là cây cẩm lai với là cây cao su nhé. Đây, cây cẩm lai à. Đây, cây cẩm lai trong sen với tiêu. Mình trong sen như này thì lúc có quả, lúc cây khỏe thì nó có quả nha, lúc cây không có quả thì nó gọi yếu, tại vì cái cây sống ấy, còn ăn hết phân, nó ăn tiêu mình ăn ít phân thôi, tại vì cây này thì nó cũng ăn nhiều ấy, cũng có quả nhiều nhá. Đây, mình đi quay cho mọi người. Tiêu thì có quả nhưng mà có ít thôi, cũng bình thường thôi. Tầm này thì được rồi nhá mọi người. Đấy, cũng tạm tạm thôi. Tại vì cái vườn này chưa phát cỏ này. Đấy, vườn này còn đóng cỏ luôn. Mình trồng với cây sống thì không hiệu quả đâu, tại vì cây sống nó ăn hết phân, vậy là tiêu mình yếu luôn. Đấy. Nếu mình có trụ thì mình trồng trụ trụ bê tông thì một mình tiêu thì ăn phân thì được. Chẳng qua là mình trồng cây trụ bê tông thì hơi bị nhanh chết nha mọi người, tại vì nó bệnh nhá, nó không chịu được nắng với là bệnh trong với bê tông. Tiêu thì không hợp đâu. Nếu mình có cây sống thì mình trồng chen với cây sống thì nó lâu dài hơn, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết nhá, tại vì nó hợp với có cái độ mát với là độ ấm của nó hợp với nhau. Đấy. Tiêu này cũng đẹp đấy nhở. Tiêu này thì hết chê luôn đấy. Đây, nhìn quả này. Đấy, đá chưa? Quả nó chắc sắp chín, sắp già rồi. Cái này nếu mà hái thì tháng 2, đầu tháng 2 là hái được rồi nhá. Bên đấy là vườn cà của bố mình. Đấy. Bên này cũng lô cao su của bố mình nhá. Tại vì bố mình nhường đi để làm lại trồng lại tiêu. Đấy. Nhưng đến mùa đây còn 3 sao, 4 sao nha. Cho cái vườn tiêu thì 4 sao, cho cái vườn cà thì nó khoảng tầm 5-6 sao ấy. Vườn này là hơn hết nhé. Đây. Tại vì làm thì trông thì đơn giản thôi. Từ năm 2016 đến năm 2022 rồi nhé, tại vì 6 năm nay rồi. Nếu mình để cao su thì nó bữa nay thì cạo nhiều rồi, nhưng mà không để trồng lại tiêu thôi. Đây. Tiêu thì không có quả đâu, nhưng mà quay sơ cho mọi người xem thôi.
Quá thì quá ít. Đấy. Tại vì trong xen với cây cẩm lai thì nó nhỏ vừa vừa thôi, không to một tí đâu. Tầm vừa tiêu cuốn lên là được. Mình trồng cây lúc lắc thì nó to, nó ăn phân ác lắm. Mình trồng cây cẩm lai cứ bằng ngón tay, bằng cổ tay thôi. Nó ăn phân có đáng bao nhiêu thôi. Đây, nhìn tiêu nó cũng đáng sai luôn này. Tiêu dài luôn. Nhiều quả lắm. Lúc cây nó đẹp thì nhiều quả, nó tại vì cây nó xấu thôi nó không nhiều quả. Tiêu thì mình làm hốt sâu thì nó không được nha, không chịu ra nhé. Mình làm thì làm vừa vừa thôi, làm nhỏ xíu thôi. Một là nó ăn ít phân, hai là nó ăn ít nước này, nó tiện lấy nước này. Nếu mà làm ca ấy, mới làm ca thì nó nhiều nước với hiệu quả được, còn nhiều phân nữa. Mình cho ít phân thì nó hư luôn cái cây ca của mình. Vậy là mình cho nó nước ít thì nó hư hết cái hoa của ca của mình nhé. Vừa trong tiêu thì vừa trong xen với cây cả là được. Trong mỗi cái tiêu thì mình trồng riêng nó thì nó hơi bị khó nha. Mình trồng xen với ca thôi. Trồng như này thì sau này thì nó bệnh thì nó chết hết luôn, phá có mà phá sản thôi nhá. Tiêu thì mình trồng nhanh phá sản lắm. Ca thì mình trồng thì cũng được được tí. Cây sung này. Cây sung không chắc đi này. Đây mà có quái là được này. Ăn được này. Lá ngon. Bên này giống loại này cũng đều này, bên hàng này đều này. Quả nó cũng nhiều, mình quay cần cho mọi người xem nha. Đấy, chưa? Khiếp chưa mọi người? Nhìn đá chưa? Cây nó ăn nhiều phân, nhiều nước thì nó khác nữa. Nó còn xanh với là còn đẹp cây nữa. Cây nào mà ăn ít phân thì nó hơi vàng một tí. Hơi vàng với là ít quả nữa. Không hiệu quả nữa. Như này là vừa rồi. Nhưng mà là được rồi. Có quả nhiều này, thấy chưa? Đấy, như này, mọi người xin ký cho mình. Bên này thì nó có hố thì nó khác nhé, có hố thì sâu thì nó khác này, hố thì hố nhỏ thôi, chẳng qua là nó có hố là được, nó dư lại cái nước của mình tưới. Đá chưa mọi người? Dòng loại này thì tốt lắm. Nó có quả nhưng mà có qua cả chùm luôn đấy. Nhìn toàn quả không này. Cây này là
tiêu điền nhé. Tiêu điền thì nó có qua nhiều nhưng mà nó ngắn ngắn thôi, mặt nó ngắn ngắn thôi nhưng mà quả nó nhiều đấy, lá thì nhỏ nhỏ thôi, người ta thường gọi là tiêu điền nhé mọi người. Thôi nha mọi người, mình hãy dừng là clip tại đây nha.